Chào các bạn, bữa nay mình sẽ nấu món cánh gà. Này là đùi gà chiên các bạn, cá biển kho cà nè. Đây là kho cà bằng kho với cá biển nè, còn đây là xào thôi các bạn, đầu que xào mỡ thôi nha, xào dầu thôi không có gì hết. Giờ mình đang chuẩn bị thắng nước màu cái đùi gà này, bắt đầu mình ướp nha. Chiên nó giòn giòn thì chúng ta ướp muối. Đây là hết đi rồi. Chảo nóng các bạn, nồi nấu nè. Thắng nước màu nha, mình sẽ thắng nước màu. Đường cho đường các bạn sẽ thắng nước màu, còn đây là mình sẽ ướp nè. Mình sẽ trộn gà lên, chỉ tiêm chỉ chiên tí bột ngọt, tí muối, tí đờ chút tiêu thôi các bạn ơi. Cái này mình không cần thêm nhiều, bởi vì ăn ngon. Mình sẽ dùng dao bén mình cắt cho nó thấm thấm nha, mình chưa cắt nè. Đây mình cũng chưa cắt cái cài các bạn, cắt gọt gọt nữa. Giờ tạm thời mình sẽ thắng nước màu đi. Đây là hành để mình xào với mình kho cá nè. Hai thứ mình chia đều hết ha, miếng kho cá, miếng xào. Đây là cánh gà, rồi mình sẽ khứa lên các bạn, để nó mới thấm đâu. Tí mình sẽ xứ sao, bây giờ mình sẽ thắng nước màu. Ta sẽ để hành lên. Hành trắng á, chúng ta sẽ cắt nhuyễn ra, chúng ta sẽ xào cho cơm nha. Mình sẽ lấy cáo gà nhìn. Mình cho nó vẽ cá xuống cho cái ớt nè, cũng như vậy. Tiền bắt khô các bạn, để khô vô nha. Để khô. Rồi. Rồi để đi. Để đi. Giữ là 30 đi. Trả là 10.000 cho 30.000. À, chúng ta sẽ để nước mắm vô bạn. Cho nó chín chứ ha. Đâu vậy hả? Đưa mẹ cá ấm nước kìa. Chúng ta sẽ đổ nước vô các bạn ơi. Cá đó nó vàng hết rồi. Đã nước chưa? Khi sôi á, khi sôi lên chúng ta sẽ lấy cà nha. Cà mình đã sắt rồi nè, đó sắt nó gì đó. Còn đây là ớt nè, nãy mình nó đi sắt khía, giờ mình sắt rồi, thấy ngon không? Còn đây là hành. Cái này xào cái đậu que nữa là xong. Thì mình để cho sôi nha, sôi để cà vô. Cá sôi nè, mình sẽ vớt bọt. Vớt bọt ra. Để lấy cà vô. Dạ. Dằn tới bình tục một trên. Dạ. Để lấy cà vô. Cá này là cá nục kho cà các bạn. Cá nục kho cà. Cá nục chuối. Cà. Để sôi một tí nữa. Gà cũng ớt là nhà thấm rồi. Đây mình xào mỡ.
Này mình để riêng rồi. Để xoay tí nữa. Nó sẽ để hành vô múc gà. Mình sẽ múc gà. Múc rồi. Gà sắp chỏ rồi. Đây là cá nục chuối á, cá nục chuối kho cà đó. Xong món cá rồi đó. Rồi xong món cá. Đây là đợt câu cá nè. Giờ mình sẽ đẩy dầu cho xào. Đây là xào đậu que. Mình hành hành chắc đậu hành đó. Đậu hành á chúng ta sẽ ấy cho nó thơm tại vì hết tỏi rồi. Nêm vô, bây giờ là nêm tiêu. Các bạn nêm cho mình tiêu. Tí muối. Ít ngọt thôi. Rồi mỡ cũng ngon, không cần để thịt hay là cái gì vô. Mình là thật không. Rồi, mình sẽ để vô đi chín. Bây giờ mình phải bóc gan nữa thôi. Bóc cái gì vậy? Ai thích ăn mềm nó thì ta mềm, mình nhất ăn giòn, mình tự giòn. Ta mềm quá thì nó cũng ăn ngon. Đây, giờ là xong một món nữa. Mình sẽ cái món gà chiên. Giờ là cái món gà chiên này. Mình sẽ bắt đầu chiên chiên gà nha các bạn. Đây là dầu nè, mình để dầu vô, nãy giờ mình để cho nóng rồi. Cho thời gian nó ngắn lại, mình sẽ để cho nóng rồi mình mới quay nha. Mình sẽ chiên gà. Chính gà con ổng đó, chăng đó thôi. Đây là đùi gà công nghiệp đó các bạn ơi. Ở gà đó ổng đó, chăng đó con. Được hai món nữa rồi. Hai món là xào với cá kho cà. Đã thêm thịt chiên nữa. Gà chiên nữa nha, mình sẽ đợi cho nó đập lần nước đó đi cho. Thôi đập tay đi, tới cuối cùng thì gà nó chín nha. Là hỏi cà chiên gà cho. Mình sẽ cho nó thấm vào rồi chứ dằn lắm. Mình kêu mình phải đầy nắp đó, nó văng bà né rồi hơi bò né rồi thôi các bạn ơi. Giờ nó trên nó tắt lưỡi rồi nhưng mà có hơi nóng chứ vẫn còn. Mình phải cho nó tí nữa, nó hơi tí nữa. Thấy không? Mình đợi chiên á là chiên chiên bột á. Chiên bằng gà rán á mình không chiên. Chiên nó cũng tốt. Mình chiên vậy thôi. Xong rồi. Cuối cùng nó xong rồi. Cánh gà chiên nha. Cá cá nục chuối đó. Chúng ta kho cà ha. Rồi đây là món món xào nè. Đậu que xào. Xào dầu bình thường thôi. Kết thúc rồi. Bye bye các bạn nha. À, nhớ cho mình like và ủng hộ đăng ký các bạn ơi.